Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa vào Chúa Nhật thứ hai mùa chay năm A. Giờ đây xin mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh theo. Khi ấy Chúa Giêsu đưa các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng ra với người và dẫn lên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông Mặt người rạng rỡ như mặt trời Áo người trở nên trắng như ánh sáng Và đây ông mô và ông Elia hiện ra Đàm đạo với người Bây giờ ông phê lên tiếng thưa Chúa giê -xu rằng Lạy Thầy chúng con được ở đây thì tốt lắm Nếu Thầy muốn chúng con xin dựng tại đây ba lều Một cho Thầy Một cho Mô-xê và một cho ông Elia. Lúc ông còn đang nói thì này có một đám mây bao phủ các ngài và có tiếng từ trong đám mây phán rằng Đây là con ta yêu dấu rất đẹp lòng ta các ngươi hãy nghe lời người. Nghe vậy các môn đệ ngã sấp mặt xuống và hết sức sợ hãi. Chúa Giêsu đến gần chạm đến các ông và bảo Hãy chối dậy đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông chẳng còn thấy ai ngoài một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu -xu ra lệnh cho các ông rằng: Các con không được nói với ai về việc đã thấy cho tới khi con người từ cõi chết sống lại. Anh chị em thân mến, có lẽ chúng ta vẫn chưa quên câu chuyện về 39 người Việt chết trong container tại nước Anh vào ngày 23 tháng 10 2019 một sự kiện rất đau lòng nhân sự kiện này nhà báo Trọng Đạt đã đưa ra một cái nhận định những người này không hề liều chết để đi tìm sinh kế mà họ ra đi để tìm một con đường làm giàu dễ dàng hơn nhanh chóng hơn một con đường mà họ không thể tìm thấy ở quê hương mình lựa chọn đi lậu sang nước ngoài tức là lựa chọn một hành vi phạm pháp và điều gì đẩy họ đến lựa chọn này thưa bởi vì những thanh niên này không có ý niệm rằng đây là một việc làm sai trái. Bởi vì một xã hội kim tiền của chúng ta đã khiến mọi cá nhân sôi sục bất chấp để theo tiền tài và danh vọng. Thưa anh chị em, sự lựa chọn như thế đáng là một điều để những người Kitô hữu chúng ta suy nghĩ. Cái giá mà họ trả cho sự chọn lựa đó có phù hợp với phẩm giá không? Hay vô hình chung họ đang làm mất đi vẻ đẹp dung nhan của thụ tạo được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa? Anh chị em thân mến, ngày thứ tư lễ tro vừa rồi, mỗi người khi tô hữu chúng ta đều được nhắc nhở, còn hãy nhớ mình là tro bụi sẽ trở về bụi tro. Nhưng thật lạ lùng thưa anh chị em, chính trong thân phận bụi tro đó, Thiên Chúa đã mặc cho con người một phẩm giá cao trọng vô cùng, một vẻ đẹp rất mỹ miệng. Tác giả sách sáng thế đã tường thuật. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh của chúng ta, giống như chúng ta. Và Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Thiên Chúa. Vâng. Vẻ đẹp của Thiên Chúa được đặt để nơi thân phận bụi tro của con người quả là một việc làm quá sức tưởng tượng của chúng ta. Cho dấu rằng trong kho tàng chuyện cổ tích của nhân loại có kể về một cô bé lọ lem Nói đến một cô bé trong bộ dạng bệ ngoài lọ lem nhưng đó lại là một nàng công chúa xinh đẹp lộng lẫy. Hay là một câu chuyện về hoàng tử ếch có bộ dạng xấu xí của một con ếch nhưng thực chất là một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Tất cả những câu chuyện đó cũng không giúp chúng ta hiểu cho thấu về huyền nhiệm thân phận con người từ bụi tro thấp hèn lại được nâng lên hàng thần thánh từ bản chất là lọ lem lại được mặc cho phẩm giá cao sang chuyện đó xảy ra nào đâu do bởi công trạng của con người phải không anh chị em thưa không tất cả những điều đó con người nhận được do bởi tình thương vô cùng của thiên chúa quả thật vẻ đẹp con người mặc lấy được dệt lên bởi tình thương hải à và lòng thương xót vô cùng của thiên chúa hôm nay có đoàn tin mừng mà anh chị em vừa được thánh mắt theo tường thuật chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp mà thiên chúa cho con người được trở nên giống thiên chúa dung nhan người trói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng Thánh mắt theo đã tường thuật như vậy Dung nhan mà Đức Kitô biến đổi Đó chính là dung nhan của chúng ta Của từng con người chúng ta đây Dung nhan được đúc nén trong dạ mẹ Như bao nhiêu con người trên thế giới Dung nhan trói ngời như mặt trời Chính là dung nhan nguyên thủy của con người đã được ngay từ buổi đầu của công trình tạo dựng. Nhưng vì con người hiểu lầm, dung nhan trói người đó thuộc về bản chất của mình, chứ không phải là dung nhan giống Thiên Chúa. Nên con người từ nội loạn muốn chiếm đoạt quyền năng của đấng tạo thành. Bởi đó thưa anh chị em, con người bị loại trừ khỏi thiên nhan và dung nhan trói người đó cũng bị lấy mất. Và khi dung nhan đó không còn trở lại với con người đúng bản chất của mình, con người lúc đó cảm thấy điều gì? Adam đã thưa lạy Chúa, con sợ hãi vì con trần truồng nên con lẫn trốn. Thế nhưng Thưa anh chị em Thiên Chúa không bao giờ muốn loại trừ vĩnh viễn Dung nhan trói người nơi con người Bởi vì Ngài là Thiên Chúa Của lòng thương xót Đó là điều mà tác giả sách xuất hành minh định Thiên Chúa nhân hậu và từ bi Hay nén giận giàu lòng nhân nghĩa và thành tín Bởi đó khi đến thời đã định Ngài đã sai con một của Ngài đến trần gian để cứu chuộc con người Phục hồi lại dung nhan trói ngời cho con người như thuở ban đầu của công trình tạo dựng Một dung nhan phản ánh, dung nhan trói ngời của Thiên Chúa Đức Giáo Hoàng Phan Cô trong tông sắc dung nhan lòng thương xót đã quả quyết nếu chúng ta ngước mắt nhìn lên Chúa Giêsu và ngước mắt nhìn lên dung nhan nhân hậu của Ngài, chúng ta thấy được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Sứ mạng mà Chúa Giêsu đã nhận lãnh từ Chúa Cha chính là điều mặc khải về mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa trong sự viên mãn của người. Sự viên mãn đó đã được biểu lộ qua biến cố hiện dung tại núi Ta-bo mà chúng ta vừa nghe. Thật vậy, biến cố biến hình trên núi Ta-bo của Chúa như là một lời minh định về phẩm giá con người. Một phẩm giá được Chúa trao ban và qua đó con người được thần hóa. Vâng, anh chị em, chúng ta được thần hóa và nhờ phẩm giá đó mà con người được Thiên Chúa yêu đương và được gọi là con Thiên Chúa. Quả thật, lời Kinh Thánh đã minh xác, Đức Kitô đã mặc lấy thân xác con người như chúng ta, nghĩa là một thân xác được cấu tạo từ bụi đất mọng giòn và hư hoại. Nhưng thân xác đó đã được Đức Kitô biến đổi để trở nên chói ngời như mặt trời. Có nghĩa là, thưa anh chị em, thân xác đó được giữ phần vào vinh quang của thiên chúa. Và điều đó thắp lên cho chúng ta một niềm hy vọng về sự vinh quang mà thân xác của chúng ta sẽ được giữ phần. Niềm hy vọng đó chắc chắn không là một niềm hy vọng hão huyền bởi Đức Kitô đã trở thành trưởng tử của đàn em đông đúc. Cũng có nghĩa là người anh cả không để đàn em mình hư mất nhưng trả lại Người anh ở đâu Thì đàn em cũng ở đấy Phải không anh chị em Vì thế cuộc biến hình trên núi của Chúa Là lời mời gọi chúng ta bước theo người Để cùng được biến đổi như người Con đường theo Chúa Chính là con đường thập giá Con đường của hy sinh Con đường của từ bỏ lối sống hưởng thụ ích kỷ Để yêu thương và biết xót thương và qua biến cố hiện dung này chúng ta cũng được nhắc nhở Chớ coi người đời như đã hư mất và tuyệt vọng Đừng bỏ rơi những kẻ lâm nguy Chớ làm biến không chịu cứu họ Nhưng phải dẫn đưa kẻ lâm đường lạc lối trở về nẻo chính đường ngay Và hãy vui mừng khi họ trở về và cho họ nhập lại cộng đoàn đông đảo của những kẻ sống ngay lành. Bởi đó tất cả được đã được tạo thành giống hình ảnh của Thiên Chúa. Và vì vậy, tất cả mọi người đều được yêu thương và đều được biến đổi để được trở nên giống Chúa Kitô. Và thưa anh em, qua biến cố hiện dung này cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta phải ra sức bảo vệ phẩm giá làm người của chúng ta, đừng để cho sự hèn nhát, lòng tham lam, tính ích kỷ làm hoen ố dung nhan đã được Đức Kitô phục hồi qua cái chết của người trên thập giá. Đừng bán rẻ phẩm giá con Thiên Chúa vì những đam mê nhục thú thấp hèn. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết tôn trọng phẩm giá của chính mình và của người khác. Để chúng con luôn biết điểm tô cho phẩm giá đó bằng tình yêu thương và sự dẫn thân phục vụ thiện ích cho nhau. Amen.